hai ngày 20 tháng 9 và 21 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thân mật Đại sứ Lào tại Việt Nam, Sẻng Phết Hoang Bung Nuông, đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Hai lãnh đạo khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc đổi mới của Lào và chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào. Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thủ tướng tham gia các phiên họp cấp cao với nhiều hoạt động quan trọng như dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao về các vấn đề của toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch cùng nhiều cuộc gặp song phương. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Chaudhuri và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Jejakov. Tại Bangladesh, điểm nhấn quan trọng là cuộc hội kiến Tổng thống Bangladesh hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh, tiếp các lãnh đạo chính đảng Bangladesh, các phòng thương mại và công nghiệp, các doanh nghiệp Bangladesh, dự diễn đàn chính sách, pháp luật hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Bangladesh, gặp mặt cộng đồng người Việt tại Bangladesh. Thăm Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Bulgaria, có các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc với chính giới và các cơ quan hữu quan của Bulgaria về quan hệ hợp tác song phương hai nước, hai quốc hội. Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 theo lời mời của nhà nước Việt Nam. Trong lịch trình 5 ngày tại Việt Nam, Hoàng Thái tử đã tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội đàm với Phó Chủ tịch nước, lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Cho Jung Sam đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam ngày 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thành công các dự án đầu tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhân dịp thăm Cuba, dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G17 và Trung Quốc ngày 18 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso, hội đàm với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Capriles Ruiz. Nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mexico, Iran, Belarus, Estonia, Hungary và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Iraq. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã có các cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Bộ trưởng Ngoại giao quần đảo Solomon, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách quan hệ liên thể chế và tiếp Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Uganda. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương, Thương mại và Năng lượng Cộng đồng Thịnh vượng Dominica Vincent Henderson và ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa hai nước, cùng Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Tonga Feki Tamoloa Utoikamanu chứng kiến lễ ký kết thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tonga giữa hai đại sứ, trưởng phái đoàn hai nước tại Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao đã ký hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là hiệp định về biển cả. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng chủ bị cho hội nghị thượng đỉnh tương lai ngày 21 tháng 9 với sự tham dự của gần 150 bộ trưởng và đại diện các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chỉ ra những thách thức bức bách cần giải quyết như ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị y tế toàn cầu, xử lý một cách bền vững mối quan hệ nước, lương thực, năng lượng, cũng như bảo đảm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phục vụ con người. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Ả Rập Xê Út, ngày 22 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2022. Mới đây, Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam Ả Rập Xê Út thu hút sự quan tâm của hơn 750 doanh nghiệp và địa phương của hai bên. Ngày 20 tháng 9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Chile tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 213 năm ngày Quốc khánh Chile. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 tại Đà Nẵng với chủ đề Truyền thông từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN tự cường và thích ứng ngày 22 tháng 9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định
hội nghị là diễn đàn quan trọng để các quốc gia thành viên cùng các nước đối thoại, trao đổi và xác định các ưu tiên, định hướng hợp tác trong thời gian tới, chung tay thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc và các ưu tiên của cộng đồng ASEAN. Tham dự hội nghị bộ trưởng nhóm 3G lần thứ 16 được tổ chức bên lề tuần lễ cấp cao khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đề xuất 4 trọng tâm đối với hợp tác của 3G và G20 trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 9 tại The Hague, Hà Lan, Đại sứ Ngô Hướng Nam đã trình thư ủy nhiệm tại trụ sở tổ chức cấm vũ khí hóa học và có cuộc trao đổi ngắn với Tổng Giám đốc OBCW Fernando Arias. Liên quan đến vụ cháy nổ tại công ty HHCB Khoa kỹ quốc tế Minh Dương ở Đài Loan, Ban Quản lý Lao động cho biết, tính đến 13 giờ ngày 23 tháng 9, các cơ quan chức năng sở tại đã xác định có 16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn, không có trường hợp nào tử vong.